mua đi đừng hỏi. Đó là những gì mà mình nói về Atta Collection Khalat 9 khi mà mình cầm nó khoảng tầm 2-3 tháng trước đây. Các bạn có tò mò? Tôi nghĩ là nếu mà ông nào mà có tìm con này mua rồi thì chắc chắn là các ông biết nó như thế nào. Còn ngày hôm nay thì tôi sẽ giải thích lý do vì sao mà tôi lại nói như vậy nhá. À quên mất, nếu như bạn tin mình thì hãy mua luôn, tại vì sợ tí xem xong hết hàng. Trên tay mình đây đang là Khalat 9 của nhà Atta Collection. Nhà nước hoa này thì đã có vài con mà mình đã review, thí dụ như kiểu Muscatmere, rồi lâu lâu thì mình có review con The Queen of Sheba. Cá nhân mình đánh giá nếu như ở trong cái phân khúc làm mùi clone thì có nhà The Wood Collection làm khá tốt, thì với mình cái nhà Atta Collection này lại có cái xu hướng sáng tạo hơn. Và đây là một trong những con mình đánh giá rất cao của nhà The Atta Collection này. Bạn có thể nhìn thấy một cái thiết kế trông rất là Trung Đông. Đây, những cái thiết kế như thế này, hoa văn họa tiết thêm quả, nắp trông như kiểu mấy ngôi nhà ở bên Ấn Độ vậy. Nhưng mà thực sự nhá, hôm trước là tôi có đi off thì tôi có cầm cái nắp này, tôi đổi sang một chai khác và cảm giác là cái nắp này nó lắp vào cái chai nào nó cũng sang là Trung Đông hết. Nhưng mà khi mà cái chai nước hoa này được để lên một cái nắp khác thì nó lại hoàn toàn khác. Thực ra thì chúng ta cần bỏ cái nắp đi thôi và chúng ta thay bằng một cái nắp nào đó xịn xò hơn thì nó đỡ bị mang mác Trung Đông. Nhiều người Việt Nam chúng ta thì lại bị ghét cái là Trung Đông, nhưng mà thực sự thì đây là một chai nước hoa mà có cái phần hoàn thiện cũng khá là ổn. Cái vòi xịt của nó thì đánh giá ở mức khá là ổn, phun sương, mịn, không bị quá to và cũng không bị tắc. Đấy là một cái điều mà mình khá là thích. Nhưng mà nhà này nếu như mà các bạn chỉ cần để chảy cái cồn ra, nếu mà ông nào hay chiết ấy, thì nó sẽ bay hết cả cái này, như con Muscatmere trước tôi có review ấy. Và bây giờ thì đến phần mùi hương, đây là một cái phần cực kỳ quan trọng. Mình nói thật là khen con này không hết lời, ngay khi mình ngửi phát đầu tiên mình xịt ra thì mình đã bảo phải mang con này về để review. Nhưng mà tại sao mà mình không review ngay, tại vì thời điểm đấy mình có làm các bạn cũng không mua được. Đấy là cái điều mà các bạn luôn luôn trách mình. Như kiểu con The Queen of Sheba thì bây giờ cũng chả ai mua được cả. Nhiều bạn nữ inbox hỏi, anh ơi em đang tìm clone của Good Girl Gone Bad của Killian thì em không mua được. Sau khi em xem cái video đấy tôi cũng không biết làm như thế nào cả. Thì bây giờ tôi để ý rồi là khi nào có hàng hoặc là tôi bắt buộc bên Blanc nhập về, có thì tôi mới làm video cho anh em, không đỡ bị anh em chửi. Thì mùi hương này khi các bạn vừa mới xịt ra ở đây ngay lập tức các bạn nhận thấy một cái nét khá là quen. Cái nét này nó làm bạn liên tưởng tới chai Killian Engelshare. Cái nét của quế rất là rõ rệt, một chút hơi sánh của rượu. Nó không hoàn toàn như hẳn Killian Engelshare, nhưng mà con đó nếu mấy bạn nào không quen cái nốt hương mạnh một tí thì các bạn đã bị say ngay ban đầu. Nhưng mà cái phiên bản này thì nó được làm mỏng hơn khoảng tầm 50%, nhưng mùi hương nó vẫn rất là dày nha, nó vẫn rất là phù hợp cho mùa đông. Cái thứ hai ở con này đó là nó xuất hiện một cái nét, đó chính là cái nét đắng của hạnh nhân cherry. Ra trong con này, trong cái bản thành phần ấy, nó không có ghi cái nốt hương hạnh nhân, nhưng mà để mà làm được hạnh nhân cherry ở trong cái chai nước hoa, rất nhiều chai nước hoa thì cái nét cherry nó được thường đi cùng với cái nét của hạnh nhân, tạo nên một cái mùi ngọt rất là có phần hơi bùi này, ngọt này, tối và có nét đắng đắng. Thì chính cái nét đắng ở hạnh nhân cherry trong này nó làm cho cái mùi hương không bị đi theo cái hướng của con Latafa Camra, cái con mà giống clone mọi người bảo là của Killian Engelshare, thì nó không bị ngọt kiểu đấy mà nó giữ được cái nét nam tính. Nghĩa là lúc đầu thì quế nó sẽ xuyên suốt và rồi dần dần các bạn sẽ thấy cái nét đắng nó làm chủ đạo. Và sau khoảng tầm 15 đến 20 phút thì cái nét sánh của rượu nó cũng dần dần biến mất, nó giống như Engelshare vậy. Và lúc này thì các bạn nhận thấy cái nét đắng của cherry hạnh nhân lên làm chủ đạo. Quế lúc này nó tạo ra một cái hiệu ứng bao bọc và bổ trợ cho cái nét đắng ở đây trở nên nam tính hơn. Và mình thấy rằng là trên da mình khoảng tầm 6 tiếng thì cái nét của cherry nó lên rất là rõ và nó làm chủ đạo. Quế lúc này chỉ xoay quanh và khoảng tầm 6 tiếng đến lúc đấy thì mình bắt đầu thấy cái nét ngọt của cherry, của giống cái mùi của Tom Ford Lost Cherry khi các bạn xịt ra khoảng tầm 1 tiếng nó xuất hiện. Và lúc này thì cái nét đắng nó cũng dần dần biến mất và có thể nói là lúc mà chỉ còn lại skin scent ở trên da thì các bạn nhận thấy một cái mùi cherry ngọt rất là hấp dẫn. Thì tôi nói thật là đây là một cái mùi hương có sự biến chuyển rất là rõ rệt. Và cái mùi hương này nó làm tôi có liên tưởng tới một cái ngày đông mà tôi mặc một chiếc vest hay là một cái bộ suit, xong rồi mặc cái áo măng tô ở ngoài. Cái cảm giác một cái mùi hương nó bao bọc trọn lấy cơ thể như kiểu một cái chiếc khăn đang quấn ở trên cổ vậy.
Eo ơi thề. Nó ngon mà nó lại còn rất là lạ và hấp dẫn ý. Cái nét đắng ở đây cùng với cái nét kiểu hơi ngọt của cherry rồi của quế, nó tạo nên một cái combo mùi rất là khó để có thể tả được. Và nó kiểu nó thu hút một cách vãi chưởng luôn ý. Tôi thề luôn, cái bay này ở khởi phân khúc tầm giá của nó, tôi đảm bảo chẳng có con nào như thế này cả. Uầy, thế luôn, kiểu cứ đưa tay lên hít. Tại vì cái vai mùi này, nếu như bạn nào mà không xịt nước hoa mùa đông nhiều hay là những cái gu mùi mạnh, các bạn sẽ phải luôn luôn đưa lên để tận hưởng, để kiểu cố gắng phân tích nó so với những cái gì mà mình đã từng biết về nước hoa. Thì đây là một cái mùi hương mà mình phải nói rằng là rất thú vị, hay ho. Một sản phẩm có thể nói là rất xuất sắc ở trong mùa đông lần này, đến từ một đại diện Atta Collection. Để mà dễ hình dung ý, thì các ông cứ mang top note của Engelse giảm đi một chút rượu, cộng với cái mùi hương của Lord Cherry sau một tiếng xịt, thì nó sẽ ra The Atta Collection Calat 9 này. Phải nói rằng là nó quá ngon luôn. Ông nào mà bảo nó là clone của Engelse thì cũng chả đúng, tại vì nó chỉ giống mỗi top note thôi. Mà ông nào bảo nó là clone của Lord Cherry thì cũng chả phải. Tôi lên đọc những cái bình luận ở trên những cái diễn đàn khen chai này một cách kiểu vãi xoài luôn. Nó chỉ có một cái điểm duy nhất mà mọi người chê, đó là về cái độ lưu hương. Nhưng mà đây cũng là cái mà mình muốn nói với các bạn, đó là ở cái gu mùi hương ở nước ngoài ấy, thì người ta có cái xu hướng là dùng những cái mùi khá đậm. Thì với Calat 9 ở cái khí hậu của Việt Nam, kể cả cái mùa đông như thế này, thì mình thấy là nó vẫn rất là phù hợp. Ở trên da mình, Calat 9 của Atta Collection nó lưu được khoảng tầm 8 tiếng ở trên da, nó vẫn còn thoang thoảng nhẹ. Và cái độ tỏa hương khi mà mình vừa mới xịt, các bạn em xịt ra trong cái phòng tầm 15 đến 20 mét thì nó vẫn tỏa rất tốt, và nó tỏa tốt trong khoảng tầm 4 tiếng đầu. Mình nghĩ là mùa đông các bạn chỉ cần xịt 4 shot thôi thì cả phố đều có thể ngửi thấy. Thậm chí là ông nào mà muốn xịt lên những chiếc khăn hay là những cái chiếc áo mà ông kiểu ít lâu lâu các ông mới giặt ấy, thì mùi hương này nó cũng rất là hấp dẫn. Đặc biệt là mùa đông mà có đi date em nào hay là kiểu date với người yêu mà đưa khăn cho người yêu, thì tôi đảm bảo là ông xịt con này lên chắc chắn là người ta sẽ nhớ mãi luôn. Một cái mùi hương mà mình đánh giá cực kỳ ấn tượng, thú vị và vô cùng hấp dẫn. Về cái phần phong cách ấy, thì như tôi nói, đó là các ông không cần phải diện hẳn một cái bộ gì đó nó như kiểu Engelse. Tại vì với tôi thì mùi hương của Engelse nó có phần lịch lãm hơn, sang trọng hơn so với Calat 9. Calat 9 nó kiểu là một cái mùi hương kiểu một anh chàng văn phòng đơn giản, chỉ là hôm đấy anh có một cuộc hẹn đặc biệt một xíu. Trời khá lạnh, anh cũng có thể là đi xe máy, nên là anh có thể quấn cho mình một chiếc khăn này. Anh có thể mặc những cái bộ một cái áo sơ mi, một cái áo len, hoặc là một cái áo len cổ lọ này, xong rồi khoác một chiếc mắc tô ở ngoài, đeo một cái khăn len. Những cái quần thì cũng có thể là những cái quần kiểu dạng nỉ nủng các thứ, hoặc là những cái quần mà chất liệu dày, và các bạn ăn mặc theo cái hướng kiểu sang trọng lịch sự, thì đây là mùi hương rất phù hợp. Thực ra nói là mùi hương này nó có phù hợp với các bạn trẻ ăn mặc theo cái kiểu là quần jogger rồi áo hoodie thì tôi nghĩ rằng là không phù hợp. Cái vai này nó vẫn là một cái vai khá là sang trọng, tóm lại là hơi kiểu mang tính châu Âu kiểu tí. Đẹp nhất là khoác một chiếc măng tô dài, xong rồi đeo một cái khăn, thì mùi hương này rất là phù hợp. Thế nên là độ tuổi của nó thì tôi cũng phải nghĩ là tầm từ 23 tuổi đổ ra. Và cái mùi hương này nó sẽ làm tốt ở trong cái không gian gọi là, chắc là trong một cái quán rượu hoặc là những cái quán cà phê mà nó không gian nó ấm cúng một tí, nhỏ nhỏ một tí, xinh xinh, thì nó sẽ phát huy được hết khả năng. Còn về hỏi là có xịt để đi làm hàng ngày được không, thì tôi nghĩ rằng là nếu như mà ông ăn mặc cái kiểu như tôi nói mà đi làm hàng ngày, kiểu chắc là văn phòng nó phải lịch sự một tí thì ok. Còn nếu mà bảo là đi học những cái thứ, tôi thấy mùi này nó không phù hợp lắm. Tại vì cái vai quế kiểu như thế này, đằng đắng này, nó kiểu nó mang cái vai nó hơi kiểu gọi là nghiêm túc quá. Thế nên là với tôi thì đi hẹn hò ngoài 23, 25 tuổi là ok nhất. À, mùi này thì bảo là xịt đi ăn thì tôi nghĩ là nó quyện mùi bột nướng, nó cũng hơi kinh. Tại vì hôm trước tôi xịt rồi, tôi ngửi mùi thịt nướng cộng với mùi này tôi hơi mệt. Còn nếu mà nó đứng riêng thì tôi vẫn rất thích. Đây là một cái mùi hương mà tôi xịt trong thời gian gần đây khá nhiều, và đặc biệt là tôi được các chị em khen nhá. Đây là sự thật, không bốc phét. Vậy thì với cái mức giá loanh quanh như vậy thì đây có phải một lựa chọn tốt không? Có chứ, có thì mới bảo mọi người mua chứ. Tôi nghĩ là xem đến đây khối ông đã đặt mua xong rồi. Tôi chắc chắn một điều là vậy, loanh quanh có khi còn cháy rồi. Tại vì cái con flame của The Good Collection tôi chỉ nói loanh quanh thế thôi mà cũng cháy hàng. Con này thì số lượng không nhiều nên là các ông xem đây có khi đã hết hàng rồi. Con này với tôi đánh giá ở cùng phân khúc của nó, loanh quanh có thể là cao hơn nó một tí thì có Da Club.
rẻ hơn nó một tí thì cũng có thể có Dust, hoặc là ngang tầm giá có Dust. Dust thì trẻ trung hơn, con này thì lịch sự hơn. Nên là với tôi thì con này cũng là một trong những cái mùi hương được đánh giá rất cao. Ra Club bây giờ thì hơi fail rồi. Còn đến từ một đại diện Trung Đông, nếu như anh em không ngại thì anh em hoàn toàn có thể thử con này. Đây là một chai nước hoa tôi recommend cho anh em thử trong mùa đông năm nay, thực sự là như vậy. Mùa đông nay quá nhiều con ngon rồi, nhưng mà đây cũng là một con mà tôi ỉm đến tận bây giờ. Ôi, ngon. Vậy nếu như ông nào đã thử con này rồi thì rất mong ông chia sẻ cảm nhận ở phía dưới để cho mọi người cùng biết. Và nếu như các bạn muốn mình làm con gì trong một cái không gian đẹp đẽ như này tôi mới sửa lại, thì nhớ việc like, share và ấn nút cho theo dõi để nhận được nhiều video mới hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.